Vâng, xin chào toàn thể quý cô bác, quý chị. Chào mừng quý cô bác, quý chị đã quay trở lại với kênh của Công Auto. Ngày hôm nay thì em Công lại trở lại lên sóng để giới thiệu cho toàn thể quý cô bác, quý chị về một chiếc xe bên Công Auto vừa nhập về đấy ạ. Đó là chiếc Xpander đến từ nhà sản xuất của Mitsubishi. Một dòng xe bán chạy nhất tại thị trường Việt Nam trong thời gian vừa qua nha quý bác, quý chị nhé. Chiếc Xpander này sản xuất 2019, số tự động, động cơ 1.5, đăng ký 7 chỗ ngồi. Và chiếc này thì đang có giá bán bên Công Auto với giá là 586 triệu đồng. Một mức giá bán tri ân khách hàng nha quý bác, quý anh chị nhé. Một xe siêu lướt năm 2019 đấy ạ, 2019. Và ngày hôm nay Công Auto bán tri ân khách hàng. Đó, bán tri ân khách hàng chỉ mới giá là 586 triệu đồng thôi là chúng ta có thể sở hữu chiếc Xpander 2019 đây ạ. Xe thì trang bị như là sinh nhan tích hợp trên gương bằng một dải đèn led cao cấp này, gương kính chỉnh điện, cụp mở điện và tất cả những cái ốp gương ấy đều bằng mạ lốc hết nha quý anh chị nhé. Là rằng xoắn rất là đẹp đây ạ. Phanh ABS, chống bó cứng an toàn đầy đủ. Và chiếc xe này thì đây chúng ta nhìn thấy tất cả những cái tay nắm cửa nhé. Tay nắm cửa đây đều được bọc mạ chrome này, cao cấp, cũng như là viền kính này, chân kính này cũng vậy, đều được bọc mạ chrome cao cấp. Khóa cửa bằng nút bấm trên cánh cửa, chìa khóa thông minh, khóa cửa bằng nút bấm trên cánh cửa nhé. Và chiếc Xpander này thì nó cạnh tranh cực kỳ lớn với những cái dòng Innova và bán rất là chạy tại thị trường Việt Nam. Và chiếc xe này là chiếc xe bán chạy nhất của hãng Mitsubishi tại thị trường Việt Nam nha quý bác, quý chị nhé. Bán chạy nhất. Mức tiêu hao của nhiên liệu của chiếc xe này thì nó chỉ rơi vào 6,2 lít trên 100 km đường hỗn hợp và chỉ hết 5,6 lít trên 100 km đường trường thôi. 5,4 lít như các anh chị á, trên 100 km đường trường. Đăng ký 7 chỗ ngồi, một dòng xe thì cực kỳ bán chạy trong thời gian vừa qua. Đó. Một dòng xe chủ đạo của hãng Mitsubishi tại thị trường Việt Nam luôn. Có đèn báo hậu trên cao này, có anten đầy đủ này và đèn hậu phía sau đây chúng ta nhìn này. Một dòng xe siêu lướt thì chắc sẽ không phải bàn quá nhiều về chất rồi. Và giá của chiếc xe này thì cực kỳ mềm. Hãy đến với Công Auto để chúng ta được trải nghiệm một chiếc Xpander 2019 nhé. Xe mới chạy được 1 năm thôi. 2019. Giá thì rất là mềm rồi. Giá tri ân khách hàng. Bình thường thì chúng ta có thể phải mua một chiếc xe này với giá là 620 triệu đồng của năm 2019. Nhưng đến với Công Auto chỉ có giá là 586 triệu đồng thôi trong thời điểm hiện tại như quý các chị nhé. Nếu thời điểm hiện tại chúng ta có thể mua một chiếc xe năm 2019, đăng ký 2019 ở các salon khác hay những ngày bình thường không tri ân khách hàng thì chúng ta phải mua với chiếc giá là gì ạ? 620 triệu đồng. Nhưng ngày hôm nay Công Auto bán tri ân khách hàng, bán không lợi nhuận, chỉ có 586 triệu đồng. 586 triệu đồng như quý các chị nhé, là chúng ta đã có thể sở hữu chiếc Xpander 2019 số tự động, đăng ký 7 chỗ ngồi này. Vậy quý cô bác, quý anh chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Xpander siêu lướt thì có thể nhấc máy lên gọi điện thoại theo số hotline của em Công là 0945 883 980 hoặc 0866 558 622 để được hỗ trợ tư vấn mua bán cũng như đặt lịch hẹn xem xe và chạy thử xe nha quý bác, quý chị nhé. Và bây giờ mời quý bác, quý chị chúng ta sẽ vào xem chi tiết chiếc Xpander 2019 rằng nó có những đặc điểm gì, có những chi tiết gì mà nó hấp dẫn như vậy. Quý cô bác, quý chị ủng hộ kênh bằng cách đăng ký để ủng hộ kênh và ấn hình quả chuông để nhận những thông báo mới nhất và nhanh nhất. Đây chúng ta có thể nhìn từ mặt đằng trước này. Mặt đằng trước, mặt ga lăng đằng trước đây chúng ta nhìn này, nó rất là đẹp và đều phủ carbon, sáng bóng như quý bác, quý chị nhé. Tất cả những cái viền đèn này và viền hộp đèn này rất là lớn, nhìn nó rất là khỏe luôn quý bác, quý chị nhé. Đó. Xe thì đèn pha nó là sử dụng là đèn led nha quý bác, quý chị nhé. Đó. Bóng đèn led này và có đèn gầm đầy đủ luôn, cũng rất là đẹp. Thiết kế mặt đằng trước của nó thì nhìn nó rất là hầm hố, nhìn như một chiếc robot ạ, nhìn rất là khỏe luôn nhé quý bác, quý chị nhé. Đó. Rất là khỏe, rất là đẹp luôn, nhìn rất là thích. Gương kính zin cả xe rồi thì đương nhiên rồi. Lốp theo xe nha quý bác, quý chị nhé. Lốp theo xe. Đó. Lốp theo xe hoàn toàn luôn. Hoàn toàn là lốp theo xe này. Cỡ lốp này R16 R16 cho các chị nhé. La răng này chúng ta nhìn này, la răng thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, cực kỳ đẹp luôn. Phanh ABS chống bó cứng an toàn đầy đủ đây ạ. Lốp này, lốp theo xe nhé các chị nhé. Lốp 2019 rồi, nên là chúng ta thì chẳng còn gì để bàn về một chiếc xe này nữa, bởi vì nó quá chất. Gương kính zin cả xe đây ạ. Bọc mạ chrome cao cấp. Đó, bọc mạ chrome cao cấp, keo chỉ thì zin cả xe luôn. Riêng chiếc xe này thì hỗ trợ cho toàn thể quý cô bác, quý anh chị trả góp 70% giá trị xe và bao check hãng toàn quốc. Bao check hãng toàn quốc luôn. Đây, happy của xe đây, không phải bàn nữa rồi, quá đẹp luôn. Và thiết kế của Xpander này, phần này thì nhựa giả vân gỗ và bo chạy bo viền carbon rất là đẹp luôn cho quý các chị nhé. Chạy bo viền carbon, cũng như là gương kính chỉnh điện cụp mở điện này. Đó. Và có hệ thống chống trơn trượt đây ạ. Tất cả các chi tiết còn nguyên mút quẹt màu của QC nhà máy. Phần đây thì bọc lốc hết rồi nhớ quý các chị nhé. Ghế bọc da zin này, nguyên bản theo xe. Bọc da zin nguyên bản theo xe. Vô lăng tích hợp bàn phím đây ạ, kết hợp rảnh tay này, nghe gọi này, có lệnh bằng giọng nói này. Và chiếc này thì chạy được 15.931 km, tức là chạy được 1.5 vạn rồi. Chạy cũng tương đối ít, bác chủ chạy tương đối ít nha các anh chị nhé. Đề nổ start top, đề nổ start top. Và đây, chiếc xe này thì được trang bị một màn hình giải trí Android Auto rất là đẹp luôn, một thiết kế rất là mới nha quý các anh chị nhé. Đó, rất là mới, màn hình Android này. Và chiếc xe này thì được trang bị như là cam hành trình và cam lùi đầy đủ đây ạ. Mặt táp lô của xe này chúng ta nhìn này, thiết kế thì cực kỳ đẹp luôn. Đó, thiết kế cực kỳ đẹp luôn nha các anh chị nhé. Một dòng xe 7 chỗ, gầm cao máy thoáng và rất được ưa chuộng tại thị trường Việt Nam. Đây ạ, chạy bo viền đây cũng là carbon này, và phần này là nhựa giả vân gỗ này. Bên đây cũng vậy như các anh chị nhé. Bên đây cũng vậy. Điều hòa thì rét buốt luôn. Đấy, vừa đè lên, nổ lên nhưng mà đã rất là mát rồi. Cam hành trình đây ạ. Cam hành trình. Đây chúng ta nhìn này ạ. Mở rộng nó ra đây. Rất là nét luôn cho các anh chị nhé. Rất là nét luôn. Thu nhỏ, có sưởi kính này, có cổng điện ra 12V này, đầy đủ này. Đấy, số tự động này, có cả số 2, số L, hỗ trợ leo dốc. Xe thì cực kỳ đẹp luôn cho các anh chị nhé. Đây ạ, cửa gió này, và dàn điều hòa hàng ghế thứ 2, thứ 3 này. À, tí chúng ta sẽ ra hàng ghế sau để chúng ta sẽ cảm nhận được nhé. Cảm nhận được không gian cũng như là cảm nhận các thiết kế của Xpander 2019 đấy ạ. Đồng hồ hình ống này. Đó, rất là đẹp luôn. Và giữa này thì nó là một bảng đồng hồ đa phương tiện, hiển thị các thông số của xe nha các anh chị nhé. Rất là đẹp luôn. Chủ đạo hai màu, trắng và đỏ, rất là đẹp. Thì bây giờ đây chúng ta có thể cảm nhận cam lùi này, cam lùi của chiếc xe này cũng tương đối nét, đúng không ạ? Tương đối nét nhé các anh chị nhé, nhìn cũng rất là rõ. Mời chúng ta sẽ đi ra quan sát những cái hàng ghế phía sau đấy ạ. Tất cả những cánh cửa này đều có những cái loa cỡ lớn. Đây, thông số kỹ thuật đây nhé các anh chị nhé. 6,2 lít 100 km đường hỗn hợp, 5,4 lít đường trường đây ạ. Keo chỉ thì đương nhiên rồi. Bao check hãng toàn quốc cho toàn thể quý cô bác, quý anh chị nhé. Đây ạ, táp ly này, và phần mạ chrome cũng như phần chạy giả carbon này, rất là đẹp luôn, chạy carbon đây ạ. Tất cả những bậc lên xuống đều ốp bằng lốc này. Hàng ghế thứ 2 đây ạ. Có kệ tì tay và có cả hộc đôi để đồ như các quý anh chị nhé. Đầy đủ, đầy đủ. Và đây ạ, dàn điều hòa này, dàn điều hòa cho hàng ghế thứ 2 và hàng ghế thứ 3. Và chúng ta có thể là tự điều chỉnh cỡ gió ở hàng điều hòa cho hàng ghế thứ 2, thứ 3 này nhé quý anh chị nhé. Trần thì còn bọc nguyên ni lông, keo chỉ zin cả xe đây ạ. Còn nguyên này, bút quẹt màu của QC nhà máy. Lốp thì đương nhiên rồi, lốp theo xe cả dàn. Lốp theo xe cả dàn rất là đẹp luôn. Đây ạ, đèn hậu phía sau này, thiết kế cũng rất là đẹp. Thiết kế thì hình cong vát vào này, thiết kế rất là đẹp như một chiếc như chữ V. Gương kính zin cả xe như các anh chị nhé. Đây ạ, có đèn cảnh báo hậu trên cao. Đây ạ, hàng phía sau khi chúng ta không sử dụng cái hàng ghế phía sau này thì chúng ta sẽ có một cái khoang hành lý nó sẽ rộng như thế này đấy ạ. Rất là rộng nhá. Rất là rộng. Và cái hàng ghế thứ ba này thì cũng có chỗ để nước, để đồ này, cũng có khe cắm điện 12V này. Đầy đủ. Và khi chúng ta cần sử dụng thì chúng ta sẽ kéo ghế lên như thế này đây. Đó. Đương nhiên thì cái hàng ghế thứ ba này thì gần như không sử dụng rồi. Đó. Mới như năm 2020 luôn. Thiết kế rất là hay. Và tất cả các chi tiết đây ạ. Đèn zin. Tất cả những cái máng nước này hay là đinh tán của nhà sản xuất này còn nguyên. Keo chỉ zin cả xe. Đây ạ. Ốc khóa này, cốp này. Đây rồi còn nguyên bút quẹt màu của QC nhà máy nhé. Đó, còn nguyên bút quẹt màu luôn. Lốp theo xe cả dàn và còn tương đối tốt. Mới chạy được có hơn 1 vạn thôi. Hơn 1 vạn thôi như các chị nhá. Tất cả các cánh cửa thì đều có hộc để đồ này, để khe cắm, khe để những chai nước này, loa này, tabi này, và phần chạy viền carbon. Tất cả các chi tiết luôn, cực kỳ rộng như các chị nhá. Chiếc Xpander này cũng tương đối rộng. Nhiều người thì chưa nhìn xe thì cứ nghĩ là chiếc Xpander này thì nó sẽ chật. Nhưng theo quan điểm của Công Auto thì chiếc xe này cũng tương đối là rộng. Tương đối là rộng. Không hề chật một chút nào. Không hề chật nhé quý các anh chị nhé. Nó chỉ là thiết kế gọn thôi. Thiết kế gọn thôi. Như chúng ta nhìn đây. Cái hàng ghế thứ hai này cũng vậy. Cái khoảng cách để chân này cũng rất là rộng luôn. Bên này cũng vậy. Rất rộng rãi luôn. Thiết kế rất là gọn gàng nhé quý các anh chị nhé. Thiết kế cực kỳ gọn gàng luôn. Zin cả xe. Xe thì còn đăng kiểm 1 năm rưỡi nữa nhé quý các anh chị nhé. Đăng kiểm đến tháng 12 năm 2021. Đăng kiểm còn rất là dài. Đăng kiểm còn 1 năm rưỡi nữa cơ. 1 năm rưỡi nữa mới hết đăng kiểm. Và đây, mời quý các anh chị chúng ta sẽ xem đến phần trái tim của chiếc xe. Đó, trái tim của chiếc xe, phần động cơ. Đây ạ, tất cả các chi tiết này chúng ta nhìn này. Mới như năm 2020 luôn, một dòng xe siêu lướt. Xpander 2019 đấy ạ, tất cả các chi tiết còn nguyên bút quẹt sơn quẹt màu của QC nhà máy. Cụm phanh ABS này cũng còn nguyên. Đó, chưa hề động một chút nào nhé các anh chị nhé. Đó, keo chỉ zin. Đây, ốc bản lề cánh cửa đấy ạ. Xe nguyên zin luôn. Xe thì bao, không đâm đụng, không ngập nước. Không dịch vụ cho toàn thể quý cô bác, quý anh chị. Hỗ trợ trả góp xe toàn quốc và hỗ trợ vận chuyển xe toàn quốc cho toàn thể quý cô bác, quý anh chị nhé. Đây ạ, tất cả các chi tiết này rất là mới đẹp. Vừa rồi thì em đã làm video chi tiết về chiếc Xpander 2019 số tự động, động cơ 1.5. Quý cô bác, quý anh chị nào mà đang tìm mua cho mình một chiếc Xpander như thế này, siêu lướt như này thì có thể liên hệ với em Công Auto qua số hotline là 0945 883980 hoặc 0866 558 622 để được hỗ trợ tư vấn mua bán trực tiếp cũng như đặt lịch xem xe. Cảm ơn quý cô bác, quý anh chị đã luôn đồng hành và ủng hộ Công Auto. Hẹn gặp lại quý cô bác, quý anh chị vào những video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.